và các bạn theo dõi chuyên mục tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chùm phóng sự với nội dung Ý thức của gia đình trong đại dịch Covid-19. Mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Phạm Văn Trọng, phó chủ nhiệm phụ trách câu lạc bộ cổ ngoạn Phú Hiến, người sưu tầm và cống hiến nhiều cổ vật cho bảo tàng Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây việc không may bị mắc Covid-19 đối với nhiều người là một điều gì đó rất khủng khiếp, thì hiện nay khi đã có sự thích ứng trong tình hình mới, nhiều F0 được điều trị tại nhà, người dân đã không còn tâm lý e ngại hay quá lo lắng. Và nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chùm phóng sự về những gia đình F0 trên địa bàn huyện Ân Thi. Trước tiên là câu chuyện được ghi nhận tại xã Hồng Quang. Đây là những hình ảnh quen thuộc của gia đình ông Nguyễn Hữu Thắng kể từ khi các thành viên đều trở thành F0 và có quyết định điều trị tại nhà. 7 ngày qua, nếp sinh hoạt của mọi người đều có sự thay đổi rõ rệt. Covid như này nhưng ở nhà thì lại thành ra được tâm sự trò chuyện nhiều hơn, tình cảm gia đình thì nó lại đầm ấm hơn, mà hai nữa động viên lẫn nhau thì chắc chắn là sẽ mau khỏi. Đối với hai vợ chồng bà Vũ Thị Nguyệt cũng không ngoại lệ, những ngày điều trị Covid-19 là khoảng thời gian đặc biệt nhất, hai ông bà có thể quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn. Ở nhà suốt thì cái thời gian ở bên ông xã nhà mình được nhiều hơn. Trong cái lúc ốm đau bệnh tật này thì có vợ có chồng thì nói chung là cái tình cảm cảm thấy là nó có một cái gì đấy làm cho mình bệnh tật nó cũng sẽ vượt qua nhanh hơn. Tính đến ngày 16 tháng 3, xã Hồng Quang có khoảng 550 ca F0 điều trị tại nhà. Trong đó, số trường hợp cùng trong một gia đình chiếm trên 30%. Và đối với nhiều gia đình thì thời gian điều trị tại nhà là cơ hội gắn kết tình cảm, nguồn động viên tinh thần để cùng nhau chiến thắng Covid-19. Khi bị Covid thì người ta rất lo lắng. Đâm là các thành viên trong gia đình và các ban ngành đoàn thể đến động viên thì người ta giảm bớt cái sự lo lắng mà an tâm tin tưởng để điều trị. Thường thì sau 7 ngày là đi xét nghiệm là thấy khoảng 98% số bệnh nhân là âm tính. Hồng Quang vừa rồi thì theo đánh giá cũng là một điểm dịch có thể là bùng phát rất là lớn, nhưng với cái công tác chỉ đạo của ban chỉ đạo xã tuyên truyền đến người dân, tổ tuyên truyền lưu động đi từng nhà tuyên truyền đến về công tác phòng dịch, đặc biệt là khẩu hiệu 5K cho người dân, đăng ký số điện thoại cho người dân để người dân không nắm rõ được thì sẽ điện thoại trực tiếp đến cán bộ y tế để hướng dẫn. Cũng là câu chuyện của những gia đình F0 tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, nhưng qua đây chúng ta sẽ cảm nhận rõ sự ấm áp của tình người thời đại dịch. Gia đình ông Nguyễn Hữu Tính và bà Bùi Thị Kết là trường hợp F0 đầu tiên điều trị tại nhà của xã Hạ Lễ. Phải thực hiện cách ly từ 7 đến 10 ngày, trong khi con cái đều ở xa, khiến hai vợ chồng ông rất lo lắng. Sau đó, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cán bộ y tế và sự hỗ trợ động viên của bà con hàng xóm giúp hai vợ chồng ông Tính yên tâm điều trị bệnh. Ủy ban xã rất là quan tâm, cán bộ y tế thì mỗi ngày xuống 2 lần kiểm tra đo thân nhiệt, bảo tôi chịu khó uống nhiều nước nóng, rồi xông mũi họng 1-2 lần. Bà con thì mang, người thì mang con gà thịt rồi treo vào cổng, người thì cây rau. Tôi cảm rất là xúc động, cái no toan của tôi tự nhiên nó mất đi, là cái động lực giúp tôi vượt qua để tái nhập với cộng đồng. Đối với chị Nguyễn Thị Thoa cũng vậy, sự giúp đỡ của anh em họ hàng và người dân địa phương trong những ngày cách ly là nguồn động viên tinh thần giúp gia đình chị chiến thắng bệnh tật, trở lại với cuộc sống bình thường. Chưa thì gia đình có F0 chúng tôi là phải tránh, thế nhưng mà bây giờ là bão hòa hết rồi. Gia đình có người F0 thì chúng tôi ở gần nhà với khu xóm, trong gia đình có thiếu lương thực thực phẩm gì thì chúng tôi giúp đỡ và mua dùm cho gia đình, động viên hỏi thăm sức khỏe để gia đình nhanh khỏi bệnh. Trong cái lúc gia đình tôi điều trị thì là sự quan tâm của tất cả các chính quyền địa phương, từ xã xuống thôn và các bà con trong xóm, gia đình nhà tôi cũng là yên tâm điều trị và cũng là đến là một cái tinh thần lớn để cho nhanh khỏi bệnh.
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 2 đến nay, xã Hạ Lễ đã ghi nhận trên 470 trường hợp F0, trong đó trên 95% trường hợp điều trị tại nhà. Con số này đã cho thấy diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, người dân đã có sự thích ứng, không còn tâm lý lo sợ xa lánh những gia đình có F, mà ngược lại, tình làng nghĩa xóm, truyền thống tương thân tương ái lại được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Con người Việt Nam ta mà khi mà đã xảy ra dịch bệnh hay là địch họa thì đương nhiên là cái sự yêu thương hay là đùm bọc hay là cái sự chia sẻ là rất tốt. Chính chúng tôi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã là cũng đã tức là đứng ra khuyên góp 2 đến 3 lần, nên từ đó cho nên là các cái F0 là cũng yên tâm điều trị tại nhà, thứ hai là nó cũng nhanh khỏi bệnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện của những gia đình F0 tại xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, nhưng ở một khía cạnh khác, đó là ý thức của cá nhân, gia đình đối với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay là ngày điều trị thứ 5 của hai vợ chồng ông Trần Khắc Liêm. Sau khi tự test cho kết quả dương tính, ông Liêm và vợ mình đã chủ động khai báo y tế cũng như thực hiện nghiêm quyết định cách ly tại nhà. Tôi và là hai ông bà là ở nhà đã thực hiện và không có đi đâu, không có tiếp xúc thì với ai mà không có buôn bán gì cả. Khi test lại mà cảm thấy nó an toàn tuyệt đối thì chúng tôi lại hoạt động bình thường. Còn đối với anh Nguyễn Văn Hoàng ở thôn Trà Phương, mặc dù đã cách ly điều trị được 9 ngày và test cho kết quả âm tính, nhưng để tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng, anh vẫn chủ động tự theo dõi sức khỏe thêm 2 đến 3 ngày nữa mới đi làm. Thực ra là đang đi công tác mà bị cách ly ở nhà không tiếp xúc với ai thì nó cũng rất là buồn. Ngoài ở nhà anh chỉ dọn dẹp, xem các tin tức về tình hình phòng chống dịch bệnh của nhà theo tuân thủ theo các hướng dẫn. Đến nay, xã Hồng Vân có trên 430 trường hợp F0 điều trị tại nhà, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế khi diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, số ca lây nhiễm ngày càng tăng. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp quản lý F0 tại nhà của chính quyền địa phương, thì ý thức của cá nhân, gia đình là yếu tố rất quan trọng, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Em tôi y tế cũng hướng dẫn họ để họ nắm được là khi có biểu hiện nhỏ nhất là phải đi test trước, chứ không thể để dẫn đến những cái sự cố, những biến chứng. Phối hợp với đài truyền thanh sẽ thông báo tất cả các công dân đi test bất kỳ ở đâu, nếu như F0 phải ra trạm y tế khai báo. Nếu trường hợp nào giấu mà bị công dân phát hiện được thì sẽ giao cho lực lượng chức năng sẽ xử lý theo pháp luật. Tất cả là người dân hai vạch này đều ra khai báo mà có quyết định cách ly luôn, không có trường nào hợp nào giấu dịch cả. COVID-19 là dịch bệnh có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm cho cộng đồng. Tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch phải được quán triệt thực hiện mọi lúc mọi nơi. Bản thân mỗi người tự giảm bớt những cuộc hẹn, hạn chế đến các tụ điểm ăn nhậu, không tụ tập đông người, tự giác khai báo y tế, tiết chế những nhu cầu cá nhân để góp sức vào nhiệm vụ phòng chống dịch trong trạng thái chung sống an toàn với COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu và sự đam mê sưu tầm cổ vật, hơn 20 năm qua, ông Phạm Văn Trọng, phó chủ nhiệm, phụ trách câu lạc bộ Cổ ngoạn Phú Hiến đã nghiên cứu, học hỏi và sưu tầm được hàng ngàn cổ vật có giá trị. Lòng đam mê sưu tầm cổ vật không chỉ giúp ông tìm thấy niềm vui, ý nghĩa cuộc sống, mà nó còn góp phần gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc. Ngay từ khi còn nhỏ, ông Phạm Văn Trọng ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã có sở thích sưu tầm đồ vật cổ, mặc dù trong gia đình không có ai từng sưu tầm cổ vật. Ông say mê nghiên cứu qua các tài liệu và tham quan các bảo tàng trong nước. Ngoài ra, ông còn đi khắp nơi để sưu tầm cổ vật. Càng tìm hiểu, ông càng thấy trân trọng hơn những giá trị văn hóa chứa đựng trong từng cổ vật. Ngoài sưu tầm để nghiên cứu và trưng bày tại gia đình, thì ông còn giao lưu, trao đổi cổ vật với những người có cùng sở thích để có kinh phí tiếp tục thực hiện đam mê sưu tầm của mình. Sau nhiều năm tìm hiểu và sưu tầm, đến nay bộ sưu tập của ông Trọng đã vô cùng phong phú với hàng nghìn cổ vật giá trị đủ mọi chất liệu. Những cổ vật mà ông sưu tầm phải kể đến là đồ gốm các thời kỳ từ gốm Hán, Ốc Eo đến thời Đông Sơn, Lý, Trần, Lê. Trong đó có bộ thạp hoa nâu là có giá trị và bộ bình phôi thời Lý Trần Nguyễn là phong phú nhất. Tất cả các cổ vật đều được ông sưu tầm và gìn giữ vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Thứ nhất là nó phải đam mê, thứ hai nó cũng phải có duyên với cổ vật.
thì mới gặp được cổ vật. Mình thì cũng đam mê từ nhỏ đã thích những cái cổ vật của cha ông để lại, như ví dụ như đi các cái đình chùa miếu mạo nhìn thấy cái cổ vật để lại, những đầu nghê hoặc các viên ngói, nó mũi hài, viên ngói lý nó ở trên nóc nhà, rất đam mê. Bên cạnh việc tìm hiểu và sưu tầm cổ vật để thỏa đam mê của mình, ông còn là một trong những người sáng lập nên câu lạc bộ Cổ Ngoạn Phố Hiến. Ngoài tổ chức các buổi sinh hoạt cho hội viên để giao lưu học hỏi cũng như trao đổi cổ vật, thì hàng năm ông cùng các hội viên trong câu lạc bộ thường xuyên tham gia các buổi trưng bày do Bảo tàng tỉnh tổ chức và trong những dịp lễ hội dân gian Phố Hiến. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm giới thiệu về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đến với người dân. Chỗ chú Trọng và chỗ ông X là cũng là người đầu tiên sáng lập câu lạc bộ Cổ Ngoạn Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên. Chú Trọng cũng đã chỉ bảo dẫn dắt cho chúng tôi là rất là nhiều về những kinh nghiệm này, cổ vật này, thật giả. Không chỉ sưu tầm cổ vật để lưu giữ riêng tại gia đình, với mong muốn có thể gìn giữ bảo tồn lại những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trong những năm qua, ông cũng đã trao tặng hàng chục cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Trong số các hội viên tiêu biểu thì có ông Phạm Đăng Trọng. Ông là một hội viên rất gương mẫu, tích cực trong hoạt động của hội. Ngoài tham gia trưng bày, ông còn tuyên truyền cho mọi người dân trong việc hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.